Hey yo, hello, xin chào, nếu quay trở lại với kênh channel của mình nha. Và mình là Sạch Tân Vinh đây. Ok, thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn em một cái cách để cho chúng ta có thể là reset chỉ số, nhưng mà anh em không cần phải nhập code nha. Thì em cũng biết là để mà reset chỉ số trong cái phần chỉ số của chúng ta thì anh em bắt buộc anh em phải có một cái code, và hiện tại là đang có ba cái code nhập nhập chỉ số để mà chúng ta reset lại. Tuy nhiên thì nếu mà anh em này đã nhập hết rồi thì anh em sẽ không thể nào mà nhập được nữa. Nên là mình sẽ hướng dẫn em cách để mà reset chỉ số không cần nhập code và cũng như là không cần nhập Google luôn nha anh em. Ok, cùng mình tìm hiểu đến hết clip này thôi nào. Let's go. Ok, và cái việc đầu tiên mà anh em cần làm đó chính là anh em phải có mặt ở C2 cho mình. Thì không biết là anh em là ở C3 hay là C1. Tuy nhiên á, thì nếu mà anh em muốn làm được cái điều này thì anh em phải bắt buộc ở C2 nha. Nên là anh em lưu ý cho mình. Ok, là mình sẽ ra này mình random thử xem là được cái trái ác quỷ nào hay không nha anh em. Lấy hên đầu ngày đây mà. Ok, mình sẽ random thử, nếu mà được thì mình sẽ có được một trái xịn. Ui, phải nồi trái khói này mà. Trái mình thấy là nó hơi lõ, thì không biết anh em thấy lõ hay không. Anh em thấy lõ thì anh em bấm cho mình một nút like nha. Ok, thì đầu tiên thì anh em hãy khởi đầu cho mình từ cái quán cà phê nha. Và anh em hãy chạy qua cái khu vực này cho mình. Đây, ở ngoài này cũng sẽ có một cái hàng rào á. Thì anh em có nhớ cái đường mà qua anh em qua cây cầu ở Quỳnh Thực Vật không? Thì anh em hãy chạy ra cho mình cây cầu này nha. Thì chúng ta sẽ có một cái ông NPC ở phía ngoài này. Anh em chỉ cần lại nói chuyện với ổng là sẽ được. Đó, nhưng mà anh em bắt buộc anh em phải có một cái điều kiện nữa. Đó chính là điều kiện gì? Đó chính là anh em phải có ít nhất là 2.500 điểm phát mình nha anh em. Thì điểm phát mạnh đó chính là điểm ép anh em. Để mà anh em cài được cái ép thì anh em hãy đi chính là đi raid thì anh em mới có nha. Ok, đó chính là ông NPC Lobster anh em ạ, Lobster. Ok, anh em sẽ nói chuyện với cái ông này và ông này sẽ bảo là có thể hoàn trả điểm kỹ năng mấy bạn cho tôi 2.500 nguyên thạch. Ôi, chỉ cần có 2.500 nguyên thạch thôi anh em ạ. Và anh em sẽ được gọi là ông này ổng cho chúng ta gọi là hoàn trả kỹ năng nha. Ok, thì mình đã quy đổi thành công rồi nè. Và trong cái phần chỉ số của mình đã được gọi là chị hoàn trả lại thành công rồi. Và tất cả chỉ số mình bây giờ sẽ trở thành con số 1 rồi nha anh em. Đó, con số 1 hết luôn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần việc là nâng lên lại thôi. Đấy, thì đó là cách để cho chúng ta có thể là hoàn trả chỉ số cũng như là reset start lại để cho anh em có thể là cộng lại chỉ số nha. Và đặc biệt là anh em chỉ tốn là 2.000 điểm, 2.500 điểm phát mình thì mình nghĩ là cũng tương đối là rẻ đấy. Và nếu mà anh em nào thích video mình thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh để mà ủng hộ cho những video tiếp theo của kênh mình nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye anh em, và hẹn lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.